Năm 2020, dù trải qua một năm kinh tế nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã rất cố gắng chăm lo Tết cho người lao động. Theo công bố của các doanh nghiệp, tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, bình quân người quản lý là 9,6 triệu đồng và bình quân người lao động là gần 8 triệu đồng. Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, tiền thưởng Tết bình quân người quản lý là 12,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 10,7 triệu đồng. Các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng Tết bình quân người quản lý là 12,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 6,1 triệu đồng. Nhìn chung, mức thưởng Tết thấp hơn năm ngoái, song một số doanh nghiệp đã cố gắng thưởng Tết cho công nhân bằng hoặc cao hơn năm ngoái. Công ty thì phối hợp với công đoàn, tụi em được nhận những cái phần quà từ công đoàn, rồi nhận những phần quà từ công ty. Và đặc biệt là có cái chuyến xe công đoàn theo sự chỉ đạo của công đoàn thành phố, thì bên công ty tụi em cũng có tổ chức những cái chuyến xe nhân ái cho những cái bạn mà nghèo khó khăn để được về quê đón Tết. Cũng như mọi năm thì tụi em vẫn được hưởng lương tháng 13 theo như mọi năm. Cái điều này là làm cho công nhân tụi em rất là phấn khởi trong quá trình làm việc. Công ty chúng tôi hiện nay là có 450 công nhân. Trong năm vừa qua thì chúng tôi đã cố gắng tạo điều kiện cho công nhân có việc làm ổn định và thu nhập rất là tốt. Về cái tiền thưởng lương thì lương tháng 13 của công nhân lo công đoàn lo quà Tết công nhân đầy đủ và công ty cũng có phần quà riêng cho công nhân nữa. Năm 2020 là năm rất khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp Đà Nẵng đã nỗ lực rất nhiều để duy trì đơn hàng ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động và dành nguồn vốn kinh phí nhất định để thưởng Tết nhằm động viên tri ân người lao động sau một năm làm việc vất vả. Có cái việc chính sách liên quan tới tất cả các chế độ thì lãnh đạo công ty là hỗ trợ kịp thời đối với những anh em là công nhân là những cái trường hợp khó khăn, ví dụ như liên quan tới các cái chính sách công đoàn, công đồ hỗ trợ rất kia là kịp thời cho anh chị em. Và công nhân ban chấp hành công đoàn cũng có trao quà cho khoảng 20 trường hợp về cái trường hợp khó khăn cho anh chị chúng tôi. So với thưởng Tết của năm ngoái là tăng được 15%. Có thêm xuất quà công đoàn nữa, còn những chị em khó khăn trong mỗi tổ đều được có thêm phần quà nhỏ. Và đơn hàng công ty mình là rất là tốt và vài giờ trừ là hàng đơn đặt hàng rất là nhiều thôi, tụi em vẫn làm xuyên suốt. Với người Việt Nam, Tết Nguyên đán luôn có ý nghĩa đặc biệt, nên ai cũng muốn có một cái Tết sung túc đủ đầy. Vì vậy, tùy theo điều kiện, doanh nghiệp nào cũng cố gắng chăm lo Tết cho người lao động trong khả năng có thể. Đây cũng là dịp để người sử dụng lao động thực hiện cảm ơn người lao động vì đã đồng hành nỗ lực cùng doanh nghiệp, đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua và cũng là cách để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ gần 6.500 suất quà Tết với tổng trị giá gần 6,5 tỷ đồng đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn.